di động chạy điện và không cần thay nước thường xuyên, giá chỉ khoảng 1 triệu đồng. Bể cá được thiết kế theo cách duy trì cân bằng sinh thái, cho phép người dùng không cần thay nước thường xuyên vì các chất thải được hệ thống tự xử lý và loại bỏ. Trên cùng của bể là một ngăn nơi bạn có thể trồng hoa hay cây cảnh nhỏ. Ngoài ra, người dùng cũng không cần phải mở toàn bộ nắp trên của bể cá nếu muốn cho cá ăn, bởi có một ngăn nhỏ với núm gạt để phục vụ việc này, cũng như điều chỉnh việc cung cấp oxy. Bể cá hoạt động theo nguyên lý si phông để cân bằng giữa việc nuôi cá và giữ cho cây được tới thông qua hệ thống dẫn hơi nước. Khi bể cá chứa nước, hơi nước được chuyển trực tiếp đến cho cây. Xiaomi áp dụng thiết kế thân thiện với người dùng trên thiết bị này. Khi việc điều khiển chỉ thông qua một nút bấm, nước có thể được thay tự động chỉ bằng cách nhấn nút, do đó loại bỏ quá trình thay nước dườm già như các bể cá thông thường. Thiết bị này cũng đi kèm với hệ thống lọc 4 giai đoạn, gồm đá núi lửa và vi khuẩn nitrat hóa, than hoạt tính để tiêu diệt vi khuẩn có hại, lớp bông lọc phía trên và lớp bông sinh hóa ở dưới để giữ các mảnh vụn, giúp nước sạch hơn. Lớp kính cong 360 độ bao quanh bể cũng giúp cho người dùng có một bể kính không có góc chết. Đi kèm với đó là hệ thống đèn để tăng thêm độ lung linh của bể. Mức tiêu thụ năng lượng của bể thấp tới mức người dùng có thể sử dụng sạc di động để duy trì hoạt động.